Vâng, em xin chào quý vị. Này, chào mừng mọi người tiếp tục trở lại với Nguyên Vũ Audio. Và để ủng hộ thêm cho Nguyên Vũ thì là chúng ta vui lòng click nút đăng ký kênh giúp em. Những ai chưa đăng ký kênh thì chúng ta đăng ký kênh. Còn những ai đã đăng ký rồi thì chúng ta có thể chia sẻ video lên trên Facebook, lên trên Zalo, lên trên các mạng xã hội giúp cho em nhé. Và nhớ là like video giúp em. Đấy. Thì trong clip ngày hôm nay thì là Nguyên Vũ sẽ gửi đến quý vị ở đây là 1, 2, 3, 4 bộ dàn là mini của Onkyo và của Denon để mọi người là về chúng ta nghe nhạc ở trong phòng ngủ dịp Tết này. Và đương nhiên là cả sau Tết nữa chứ, đúng không ạ? Đây chỉ là nói là dịp Tết thì đấy là nói trong thời gian ngắn thôi. Còn thời gian dài thì đương nhiên những con này nó sẽ sử dụng được cả những cái dịp ngoài Tết nữa. Đấy. Ở đây thì em lên cho quý vị ở đây là bốn bộ dàn mini ở đây là đều có chức năng chỉnh bát tép để cho là những anh khách đang hỏi những cái bộ dàn mini chỉnh bát tép thì chúng ta lựa chọn xem là cái bộ nào phù hợp với cả cái thẩm mỹ của chúng ta, phù hợp với cả phòng của chúng ta, phù hợp với cả cái không gian của chúng ta thì chúng ta lấy bộ đó về chúng ta nghe nhạc nhé. Vâng. Đấy thì ở đây là có 3 bộ mini Onkyo và một bộ Denon. Đấy, Denon thì nó hiếm mấy Onkyo. Đấy, Onkyo thì nó về sẽ được nhiều bộ hơn. Đấy. Thì chúng ta đi vào chi tiết từng bộ một nhé, em sẽ test từng bộ lên cho các anh luôn. Đấy. Vì đây là một cái kinh một cái sự góp ý từ những khách hàng được các anh bảo là em cứ test luôn lên đi xong là xem chạy hay không thì anh còn biết. Đấy, thực tế là tất cả những sản phẩm này em khi em đã đưa lên đây là đều là chạy cả, em test là chạy hết rồi. Điện đóm là lên đầy đủ và công suất ra đầy đủ, nhưng mà thôi thì em cứ test luôn lên cho các anh nhé, thì anh nào xem video thì chúng ta lựa chọn cho phù hợp nhé. Đầu tiên ở đây là một bộ mini của Onkyo là con Onkyo V3 này, con Onkyo V3 nhé, loa về rất đẹp, có thể nhìn thấy đây là bản loa V3X, V3EX, bản bản V3X. Đấy. Màu của nó là màu gỗ vàng tươi như này. Đấy. Các góc cạnh còn rất ok nhé. Em nhìn này, góc cạnh rất ok nhé. Đấy. Đúng nhận, góc cạnh rất ok luôn. Loa đẹp luôn nhé. Các tuyến loa, nhiều người hay nói là các tuyến loa còn đẹp thì em vẫn hay gọi góc cạnh đẹp. Góc cạnh rất ok luôn, sơn si thì còn tuyệt vời luôn. Con này thì đây tem tùng của nhà của bên kia vẫn còn luôn này. Em cứ để ở đây nhé. Đấy. Còn bên này là con Kaven, Kevin gì nữa này. Đấy. Ê căng loa, còn rất tuyệt nhé. Bộ này nói chung bộ V3 này về em rất ưng ý vì nó rất là đẹp. Đấy. V3 này. Đấy, rất đẹp luôn nhé. Còn tất nhiên đây là hàng bãi, hàng cũ thì nó sẽ có một vài vết nọ vết kia một tí xíu thì chắc là nó sẽ không thể tránh được đâu. Đấy nhá. Còn đây những hàng thế này thì nhưng mà như hàng này quá ok, quá tuyệt vời đúng không ạ? Đây, cục máy đây. Cục máy đây nhá. Đó. Quý thấy không? Đẹp nhá. Mặt này. Đây là sườn máy này. Sườn máy này. Sườn máy ok luôn này. Của V3 nhé, con này nó sẽ có cả đường optical in để mình kết nối với TV Smart mình nghe nhạc được này. Hoặc là kết nối đường line 1, line 2 ở đây để kết nối điện thoại máy tính được nhé. Onkyo V3 hàng made in Japan này. Con loa V3X này thì là mỗi cái con loa V3X này thì là nó sẽ có công suất là đi 70W trở kháng là 6 ohm nhé, 70W trở kháng 6 ohm. Đấy. Đấy, phù hợp cho các cái phòng diện tích nó vừa phải. Khoảng 25 mét vuông đổ về nghe ok. Đấy. 25 mét vuông đổ về nghe ok luôn. Nha. V3X. Con này thì kích thước của cái bộ dàn này. Vâng. Thì kích thước của cái bộ dàn này như sau này. Đây.
chiều ngang của bộ dàn này của nó là đi khoảng 51 cm này. Đấy, chiều sâu em sẽ tính theo cái cục công suất của nó nhé, thì tính cả tản nhiệt đằng sau nữa và cái volume nữa thì nó khoảng tầm 38 cm, và nếu như tính theo chiều cao của loa ở đây thì nó sẽ là 25 cm. Đấy. À, đường kính của cái nó bát này thì nó sẽ là 12.5 nếu đo hết phía ngoài, và nếu đo theo lòng bên trong của nó sẽ là 10.5 cm quý vị nhé, 10.5 cm. Ok chưa? Loa về rất đẹp, mặt mũi ok luôn nhé. Và các chức năng của nó bây giờ em sẽ test luôn cho quý vị này, test luôn nhé. Này. Cái này quý vị lưu ý là đây hàng nội địa Nhật, điện 100V, nên là mọi người nhớ cắm đúng điện 100V cho em. Cắm nhầm điện một cái nó lại cháy một tí ra. Quý vị chờ một tí em đấu dây nhá. À, vâng đây nhá. Em kết nối xong cái bộ dây rồi này. Giờ em sẽ test cho quý vị các cái chức năng của con dàn này V3. Đấy. Đầu tiên là chức năng kết nối điện thoại máy tính này. Quý vị chờ một tí nhé, đang quảng cáo chút. Đây. Thì sau khi mà mình kết nối với máy tính xong này, từ điện thoại máy tính xong này, chúng ta sẽ ấn ở đây có cái nút like test ở phía dưới. Quý vị nhìn này. Nút phía dưới bên ngoài cùng nhé. Đấy. Tiếp này. Đấy. Đây. Tiếp vào này nhé. Ấn và chuyển nó sang đường vào có tên là này 1. Đấy, em đang cắm đường này 1. Em sẽ chuyển sang đường này 1 này. Thì sau khi chuyển sang đường này 1 xong thì chúng ta sẽ có thể là phát nhạc ra như thế này. Và chuyển nó sang đường vào có tên là digital nhé. À, đây là có đường vào này. Được chưa? CD thì là CD nó vẫn đang đọc ok. Em xem còn cái đĩa là
mọi món đời hồn ấm thêm hóa đành lẽ bóng nhớ thương. Ở đây em lại có toàn đĩa kiểu như là tiếng Nhật đấy, em sẽ thử giúp quý vị một cái đĩa nhá. Mấy cái đĩa tiếng Nhật này thì em thử xem như nào nhé. Đĩa của Nhật này à. Xem là CD còn chạy không. Cái CD này là em test thêm à. Sẽ được là cái tốt và không được thì thôi nhé à. Đây nó vẫn chạy đúng không? Báo bài này biết đây là cái gì luôn. Rồi đấy, CD là quý vị thấy là vẫn chạy nhá. Đấy nhá. À, cái này thì em test thêm, em không bao chạy CD đâu. À, cái này thì là test thêm cho quý vị nào đang cần đâu. Đấy, có những con thì trong cái lô này không biết là có con nào không đọc CD không thì mới test từ giờ đến lúc đó xem có con nào không nhá. Đấy con này từ V3 này nhá. Để con cô V3 này thì là có đường quang này, có đường kết nối điện thoại này. CD chạy ok này. Đấy, giải mã chạy ok này. Thế thì giá của con Onco V3 này nhá thì là đi là 2.3 triệu. Đấy, 2.3 triệu. Hàng đẹp luôn đấy quý vị, hàng đẹp nhá. 2.3 triệu. Quý vị nào ai có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581. Địa chỉ cửa hàng ở tại số 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Đấy, tiếp chúng ta sẽ sang tiếp đến một cái bộ nữa ở đây bên cạnh đây. Là bộ này là bộ Onkyo 155X. Hàng về thì đây, quý vị có thể nhìn thấy loa đẹp nhá. Loa đẹp luôn này. Chúng ta lùi xa được tí nữa nhỉ. Đấy, loa đây nhá. Loa đẹp luôn này. Góc cạnh vệ còn rất là ok nhá. Loa này thì được cái hay hơn một tí là nó sẽ có cái nón tên lửa nhìn nó rất là đẹp này, của cái bát này, gân cao su màng giấy nhá, màng giấy chép đom rồi này. Ok luôn đúng không? 02AX nhá. Loa này loa D02AX này. Công suất 70W, trở kháng 5 ohm. Đây nói bên trái, nói bên phải đây. Nói bên phải đây nhá. Bên phải cũng còn rất là đẹp. Nhìn chung bộ này, những mấy bộ lần này về là em rất là ưng vì nó rất là đẹp. Còn không biết với quý vị thì nó thế nào thôi, nhưng còn với em thì những bộ này thì là đẹp xuất sắc luôn rồi. Quá đẹp rồi. Hàng bãi được như thế này là quá tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy nhá. 02X. Ngoài kia nha. Đấy. Đây. Còn đây là cục công suất của nó này, AD căng này nhá. Đây căng này. Bên này nữa này. Đấy, mặt mũi của con cục công suất nhá. Thì con 155X này thì cũng sẽ có cổng cũng có sẽ có là chức năng chỉnh bát tép nhá. Đấy, con này thì có cả cổng in quang ao luôn này, có in quang ao nhìn đằng sau này, in nào đủ hết này, có các đường in khác nữa cho đường điện thoại máy tính nhé. Ở đây nó còn nguyên cả các cái chụp của ấy luôn này, các cái chụp của bọn ấy luôn. Nhưng mà tại sao đây chụp trên Sony nhỉ? Thì có thể là cái núm chụp này là nó mua bên Sony đang chụp ở đây. Thì em không rõ lắm đâu, nhưng mà nhìn chung hàng nó về thì nó nguyên núm chụp như này luôn nhá.
mũi ok nhé. Một RAM AX, on cùng một RAM AX. Không biết là các chức năng này chạy như nào thì bây giờ chúng ta sẽ thử test xem nhé. Mở V3 nữa đã. Điện thì nó lên rồi này, màn hình xanh rất đẹp rồi này, đúng không? Bây giờ là đấu dây vào thôi. Dây. Để chuyển hệ thống dây sang đây. Vẫn là cổng line nhé, em vẫn sẽ cắm cổng line. Thử luôn cái đĩa trước đi nhỉ, nó có chạy không. Em cũng muốn chuyển sang CD thì ấn play ở đây, hoặc có thể ấn rời input ở đâu đó đây, chuyển nó sang đây là rời input rồi. Tức là muốn chuyển sang CD thì bấm play ở đây. Bây chờ xem nó đọc không nhé, em sẽ chuyển tới loa sau. Đây thấy nó có báo bài này. Mình sẽ play xem như nào. Ở con này báo bài nhưng mà đang thấy không play được. Play thì nó lại về báo bài. Thì chạy cái này có khả năng là mắt nó kém rồi. Đấy. Thì các anh về đang quay em nhỉ? Các anh về thì là các anh mang ra cho mấy anh thợ anh ấy vệ sinh lại mắt mũi cho xem như nào nhé. Nói chung là vệ sinh lại mắt cho. Với lại cần thiết thì bảo các anh ấy kiếm con mắt khác thay sang cho nó chạy cho nó ngon nhé. Con này bây giờ thì em cứ coi như nó không đọc CD đi. Đây, đường quang để cắp sang nhé. Vâng, ok. Xong về vân CD là ok đây, CD là đang không đây. Quý vị chờ em một tí. Ok. Như vậy là ở đây em đang kết luận là CD đang tạm thời không đọc nhé. Em bán đang không chạy CD nhé. Ok này. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái đường vào khác. Này, đường cho điện thoại này. Đây là đường line cho điện thoại nhá. Đây tiếng vẫn đang quá bình thường nhá. Chỉnh bắt tép ở đây nghe nhá. Tông này. Bật lên này. Để tăng này, bật về này, giảm này. Tông là đỡ thăng chép này. Thích nhiều chép thì bật lên mà thích ít tép thì giảm xuống này. Chuẩn nhé.
Ví dụ như là dây đỏ phải làm vào cọc đen này, vào dây cọc dây đỏ và cọc đỏ này, dây đen cọc đen này. Nếu chúng ta đấu ngược, ví dụ luôn cho quý vị thử đấu ngược chẳng hạn nhé, đấu một dây một loa bị ngược nhé, cả hai loa đều bị ngược giống sao nhưng một loa bị ngược, nó sẽ bị hiện tượng như này, mất bát. Vì nghe được không? Bát yếu hẳn đúng không? Vì hai loa nó bị ngược pha nhau, nó triệt tiêu bát của nhau luôn. Không còn tiếng bát nữa. Hoặc là có những rất ít. Giờ em sẽ nhả dây loa này ra nhé. Đấy, quý vị nghe được cái loa kia nó khác ngay rồi. Đây là một trong những các cái vấn đề mà nhiều khách hàng gặp phải khi mà về đấu dây. Một phần là do chính ở cái này nhá, đấu sai dây nhá. Đấu sai thì nó không cháy đâu, không cháy hỏng gì đâu, nhưng mà nó sẽ bị như thế nhá. Đấu sai cọc thì nó không cháy hỏng gì đâu, nhưng mà nó sẽ bị như thế. Nhưng mà đấu chập cọc thì là khác nhá. Đấu chập cọc là hỏng nhá quý vị nhá. Tức là hai dây chập vào nhau là hỏng đấy. Nên quý vị lưu ý. Có trường hợp chập công suất thì kiểm tra bên ngay nhá. Đường line chạy ok này. Giờ bây giờ muốn chuyển sang đường quang này thì chúng ta cũng có đa dây input ở đây chuyển sang đường digital nhá. Đường quang vẫn chạy ok này, ok nhá. Vậy là con 155X này là tiếng của nó ra ok này, CD đang không đọc, đường quang chạy ok nhá. Đấy thì con 155X này giá của nó là đi nếu như con này mà CEO đọc thì nó khoảng 2 triệu 4. Nếu con này không đọc thì không đọc CD, quý vị về chúng ta tự di chuyển vào CD nhá. Chúng ta tự mang đi thợ và anh ấy dọn mắt thêm cho. Thì con này thôi để cho quý vị là đi 2 triệu nó X này đời cao của dòng máy đứng đấy. Thì thôi để cho quý vị con này là đi 2.050.000 để 2.050.000 quý vị về chúng ta tự đấy nhá. Thì quý vị nào ai chỉ cần chức năng mà em nghĩ bây giờ CD cũng ít dùng lắm, thật sự luôn là CD ít dùng, thì gọi là test lên cho quý vị xem nó có chạy không, thì còn đầy những anh về có khi cả đời chả dùng đến CD, chỉ cắm điện thoại và nghe nhạc luôn nó nhanh. Đấy thì con này đấy nhá, giá như vậy thì quý vị nào ai mua đến hệ nhá, 2.050.000 đồng một năm ấy, đấy, hàng đẹp. Để tiếp ở dưới đây là một bộ của đền ông nhá. Dưới đền ông em sẽ test tiếp cho quý vị bộ đền ông ở dưới kia. Đền ông ở dưới này nhá. Em sẽ đấu luôn dây vào đã nhá. Đấu luôn dây vào đi. Quý vị chờ em một tí nhé, cái này nó mất thời gian một tẹo. Nhưng mà test như thế này được cái là mọi người được xem thực tế luôn thì nó cũng rất là an tâm. Hôm nay trời nắng quý vị, hôm nay trời nắng đẹp luôn. Và mặc cái áo khoác này thì bắt đầu thì nóng rồi. Đó, để chuyển sang dây nào vào đây. Bộ đến ông MG33 này, đây là một bộ đến ông nhé. Để bộ này là tên là MG33, hàng rất là đẹp. Đến ông thì rất nhiều anh thích. Những bộ như này thì em bán rất là chạy này, rất chạy hàng. Vì là cái kiểu dáng của nó đẹp, từ các cái loa cho đến các cái mặt mũi của cục này. Rồi là chất âm của nó cũng hay. Và cái nữa là nó chỉ là bắt tép. Thank you.
Đường này em sẽ cắm đường aux in. Aux in là cái đường aux in này sẽ là đường thứ ba từ trên xuống, từ dây AV xuống nhé. Và đường quang sẽ cắm luôn. Đường cắm này như là cắm hơi vội. Thế là nên nên cho đi xem cái ngoại hình của loa trước đã nhỉ. Mình cắm cái này sau chứ. Để cắm cái này vào xong rồi dây dựng nó vướng thì đây sẽ là một cơ khổ. Đây. Chúng ta xem cái ngoại hình loa trước nhé. Này, ngoại hình loa thì đẹp, quá đẹp rồi. Đấy. Con loa này thì nó bọc xi gỗ màu kiểu như màu da bò bên ngoài, nó rất đẹp như này. Đấy. Nên các anh rất thích. Đấy. Rất thích các cái con này. Thì nó bọc từ đầu đến cuối luôn. Đấy. Bọc từ đầu đến cuối nhìn rất là đẹp. Đấy. Đến ông MG33 nhá. Này, trở kháng 6 ohm và công suất 50W. Đấy. 6 ohm công suất 50W. Hàng đẹp mịn màng luôn quý vị thấy không ạ? Đấy nhá, từ các góc cạnh của nó này. Còn tất nhiên em cũng lại xin nhắc lại một chút xíu, đây là hàng bãi, hàng cũ. Nó sẽ có một vài vết nọ vết kia, không thể tránh được 100%. Đấy, càng đây nhá. Này. Càng đây. Đó. Đây là cục công suất. Này. Mặt cục đây. Sáng bóng, đẹp, phay nhôm. Đấy. Nắp đây. Sườn máy đây. Sườn máy đây. Ok chưa? Sườn bên phải đây. Ok chưa? Đấy. Đây phía trong đây. À đang quên đằng sau đây, nhầm. Đằng sau nhá. MG33. MG33 hết nhá, con này là đồng bộ của nó luôn. Đây em đang cắm đường điện thoại đường aux in này. Đấy. Giờ em sẽ cắm thêm cái đường quang vào. Đấy. Đường quang thì em sẽ cắm vào đường OBT in nhá. Tất nhiên là đường vào phải là đường in rồi. Đường ai cắm đường ao nhá. OBT in là đường ở đâu đây? Đường bên tay trái nhá. Đường bên tay trái thì bên trái nhìn sao? Ở dây loa này, cái đỏ và đen, và đen cho em kể cả loa cũng thế nhá. Ok này. Đấy, kết nối xong rồi, kết nối xong rồi thì bây giờ mình cắm điện thôi, cắm điện bật thử xem mà nó lên không. Để CD áo như nào, đường quang chạy không. Rồi, ok, đã nhìn là toàn cảnh. À. Bật điện nhá. Đèn nó báo nguồn rồi này, đèn nguồn báo rồi này, màu đỏ này, quên nguồn báo rồi này. Bật điện lên xem có lên không này. À, nó đang ở CD thì test luôn CD trước đi. Đĩa. À. Thử nhá. Thì ở đây mình sẽ phải cần bấm vào đây CD để cho nó CD nó chạy nhé. Còn nếu anh nào mà mới chỉ cho nó vào thế này không thì nó mới chỉ là chạy nó báo bài thôi. Đấy, con này là báo bài đấy rồi nhưng mà không biết là chạy hay không. Thử xếp vào đây mà. Hy vọng nó sẽ chạy. À đây, CD có chạy nhé. Chạy ok luôn đấy. Biết quý vị thế nào nhưng mà em chưa bao giờ nghe được cái nhạc Nhật này nó hát cái gì và không thể thẩm thấu được cái nhạc này, chả hiểu ông đánh cái gì luôn, trông cứ gõ lại tất cả đền. Thôi nếu chung mà để mà nghe được cái âm của con này thì là phải chuyển sang đường điện thoại và đường quang đấy nha. Còn đấy thử cho quý vị thấy là CD vẫn đang đọc nhá, CD đang đọc đấy.
đây muốn chúng ta muốn chuyển sang đường điện thoại máy tính này, chúng ta sẽ nút Nine ở đây. Đấy, và chuyển nó sang đường vào là AUX nhá. Đằng trước mặt cũng sẽ có một cái đường vào là Portable để chúng ta có thể là kết nối với điện thoại máy tính được nữa nhé. Cái đường này thì nghe thấy bảo ở trên nhiều diễn đàn là đường chuyên cắm cho điện thoại máy tính đấy. Thì chúng ta về chúng ta có thể là mua cho em cái dây 3.5, 3.5 chúng ta cắm vào đây nhé. Còn đây em đang có dây 3.5 ra về em cắm đằng sau đường AUX nhé. Còn quý vị về có thể thử thêm đường Portable ở đây cũng được. Các đường vào này thì nói chung đã thử đường này chạy thì các đường khác đều sẽ chạy nhé. Chỉnh tông bát tép ở đây nhá. Muốn ngoài cùng bên tay phải, à bên tay trái. Muốn nghe nhiều bát thì on được cái này lên, nghe ít bát thì off cái này đi. Muốn nghe thêm bát ở đây thì là tăng nữa được lên được. Tăng bát này. Đây tăng chét này. Đồng thì lúc nào tiếng rất là ấm mà cái giải chép nó rất là sáng, nghe rất là hay. Nhìn chung là con này nghe tất cả tiếng nó mịn. Đấy nha, thì đấy là đường điện thoại này. Còn đường quang thì sao? Chúng ta vẫn ấn nút này ở đây và chuyển nó sang đường vào có tên là OBT. Đấy. Đường vào vẫn chạy đây. Nó rõ ràng đường quang nghe nó tiếng nó cũng có hay hơn đường đường điện thoại đúng không? Anh nỡ chia mình đôi lứa chúng mình. Mộng lòng ơi nơi kia trời lạnh lẽo, anh biết không em chờ mà anh vẫn chưa về để năm tháng ở thờ. Ok nha, đường con đến đông 13 chạy ok này. Đấy nhá. Tiếp chúng ta sẽ sang con QN3X kia. Con này là con QN3X nhá. Tắt con đèn đông đi nhé. Con đèn đông MG33 này thì quên giá của con đèn đông MG33 nhé. Con đèn đông MG33 thì giá của con MG33 này là đi con MG33 bên này nhá thì giá của nó đi 3.190.000 đồng, hàng đẹp xuất sắc luôn nhé, hàng xuất sắc 3.190.000 đồng. Thì bác nào mua hãy liên hệ cho bên em nhé. Đây, còn bây giờ em sẽ đưa dây sang bên bên bộ N3X này. Test nốt bộ N3X này thì là nó sẽ có các cổng kết nối cho điện thoại, máy tính, không có cổng kết nối cho đường quang và có chỉnh bát tép đầy đủ, có chỉnh bát tép đầy đủ. Còn về loa nước như thế nào thì chúng ta sẽ xem sau khi em kết nối xong cái dây loa. Có một cái lưu ý nhỏ nhỏ nữa là khi mà chúng ta đấu nối dây loa ấy, thì tốt nhất là chúng ta nên để dàn ở trạng thái là tắt điện nhé.
tức là chúng ta chưa cắm điện vội, chúng ta kết nối dây sắt các thứ xong rồi chúng ta bật điện lên, tránh cái trường hợp nhiều khi là mình vô tình mình chạm dây và nó chơi chập thì rất là phí, để chập cháy rất là phí nhé. Ok, rồi này, con này thì nó sẽ không có đường quang nên mình sẽ không thử đường quang, mình thử thẳng trực tiếp đường điện thoại và đường và CD luôn nhé. N7X xong rồi, đã đấu xong. Cái bộ N7X này thì quý vị thấy luôn ở đây là đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái ngoại hình loa trước, ngoại hình loa trước nhé. Mà hình như từ nãy giờ em quên không đo cái kích thước của loa cho quý vị sợ ấy. Để tí em sẽ đo lại kích thước các bộ dàn trong cái clip này nhé. Đây, loa bên tay trái trước này. À đây, bên tay phải luôn đi. Đây nhá. Ở bên tay phải đây. Ở đây nó có hơi có một tí vết chóc xi một nẹo này. Được chưa? Con kêu về cùng con NBX này là con N500 nhưng là bản nâng cấp của NBX nhé. Phiên bản NBX sẽ có hai phiên bản loa là N3X và N3500, như N500 là đời cao hơn, phiên bản cao hơn nhé. Con này công suất 70W trở kháng 5 ohm, càng về đẹp luôn. Chất lượng nhé, cục máy này, mặt mũi ok này, vỏ đây. Tất nhiên này, vỏ hàng bãi thì nó về kiểu gì cũng có tí nó tí kia rồi, đúng không nhá. Đây đằng sau đây, đằng sau cái hệ thống đường vào nó đây, có đường vào line in cho điện thoại máy tính, tape in cho điện thoại máy tính này. Đấy, đây là đường quang out nhé, có quang out không quang in, và có đường sub và out để kết nối ra sub điện này, tăng thêm. Em kết nối dây ra xong đi rồi, em thử luôn cho quý vị là cái chức năng xem nào. Chức năng đường điện thoại trước nhé, cắm điện đã, nhìn thấy toàn cảnh chưa nhỉ? Bộ này xuống tí nữa đi. Ok rồi đấy, thì là bật điện thôi nhỉ, cắm điện bật điện thôi. Cái đã lên điện rồi nhá, đang cắm đường line luôn rồi nên nó có tiếng luôn nhé. Có vẻ như là cái góc này là nó bị ánh mặt trời nó chiếu vào nhiều quá nên là đôi khi là cái đèn của cái màn hình chúng ta nhìn nó không được rõ. Đây nhìn thẳng cái này thì nó sẽ rõ nét hơn nhiều, đúng không? Đèn quắc lên đi nhá. Vừa rồi em nhìn từ xa qua camera thì thấy là nó không rõ cái nét gì này, nên phải quay cho mình xem. Đây bây giờ quay xa ra này. Cái góc này thì nó lại không nhìn được vì thứ nhất nó thấp và thứ hai là nó bị hắt sáng. Đấy. Con này có chỉnh mắt tép đây nhá, ấn tông này. Đấy. Ấn là nữa sang chép này. Ấn là nữa sang nét bát này. Thích chưa bát tăng thì thích ít bát tăng bỏ bớt đi này. Nghe tuyệt vời rồi đúng không? Về
chiều ngang là đi 45 đấy. Chiều sâu tính theo cả cái cục này, cả cái phần tần cái tần ở đằng sau thì nó khoảng 38 đấy, và chiều cao tính theo loa là đi 22 cm. Đường kính viền loa bát bên ngoài của nó là 12 đấy, tính như bên trong là 10,5. Loa gần cao su màng bát giấy. Khi chúng ta chuyển các đầu vào với nhau thì nên bạn nhỏ tiếng xuống nhé. Để nhiều khi là có thể các đầu vào này thì nó tiếng nó to, đầu vào kia tiếng nó nhỏ. Mình không biết thế nào cả. Con này đang thấy báo CD no disc này. CD no disc. Đấy. Con này thì tạm thời ở đây là đang là đạm mắt là không đọc đĩa. Đấy. Thì con này nhá, thì là con N3X này thì giá của nó là đi N3X này nhá, giá của nó là đi 2 triệu. Con này đang đi 2 triệu 3 nhá. Thôi không đọc đĩa, bán là 2 triệu 21 50, tôi để 2 triệu. Đây chắc là cu em nó test rồi, nó ghi luôn ở đây rồi này. Thôi để cho quý vị là đi là 2 triệu 1 nhá, 2 triệu 1 này, 2 triệu 1 luôn đi. Đấy, quên cái giá 2 triệu 450 đi, 2 triệu 1 nhá. Đấy. Thì là quý vị nào ai có nhu cầu mua cái bộ này thì hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 giúp em nhé. Đấy. Còn là đây, đây là bộ đèn ông MG33. Cho cái chân máy quay ra ngoài đã. Bộ đèn ông MG33 này thì là cái kích thước bên ngoài như sau này, kích thước bên ngoài như sau này. Cái chiều ngang của bộ này của nó là đi 43,5 cm, để chiều sâu của cả bộ là đi 32 cm, và chiều cao cả bộ là đi 27,5 cm. Đấy. Con này đường kính loa bát thì có vẻ khá to đấy. Đấy, xem nào. Đó hết vành ngoài nhá. Đó hết vành ngoài của nó là đi 14 cm, và nếu như vành bên trong, vành bên trong của nó là đi 12,5 cm. 13, đó hết cái vành của cái gân là 13. Con này thì là màng gân cao su, màng gân cao su, màng carbon da chăn này, màng kevlar này, gân cao su nhá. Gân cao su này tiếng bát nó bánh rất là sâu và mềm. Không phải sâu mềm mà là sâu và ấm này. Rất là ấm, này, ấm mà tiếng chét nó rất là mịn. Này. Đây là MG33 này thì giá của nó là 3.190.000 đồng. N3X, nó N500 bản nâng cao là 2.1 triệu nhá. Này. 2.1 triệu. Đấy. Tiếp ở đây là con 155AX này. 155AX này, con này không CD. Này. CD nó có báo bài nhưng mà bờ này không đạo, không thể chạy. Thì con này là giá là 2.050.000 nhá. Này, con này bán nói thẳng ra là con này bán quá rẻ luôn. 2.050.000 đồng, có cả đường quang luôn này nhá. 2.050.000 đồng. Này, tiếp ở đây là bộ Onkyo V3 này. Onkyo V3 giá là 2.3 triệu nhá, 2.3 triệu. Thì các anh nào có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 và địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Hoặc có thể liên hệ thêm một số nữa là 0979891682. Ok, em xin chưa kết thúc được này. Vì cái bộ này em nhớ em chưa đo, em đo nốt cho quý vị cái bộ này.
Bộ này của nó chiều ngang 47, chiều sâu đấy, khoảng 38, chiều cao 21 cm. Đường kính của loa bát tính hết phía ngoài là 12, đo theo vành bên trong là 10,5 cm. Đấy nhé, 10,5. Nó cần cao su và màng giấy nhé, 2.050.000 đồng. Đấy, 2.050.000 đồng. Đấy, nếu đánh giá về độ hay, nếu đánh giá về độ hay nhé, đánh giá một chút về độ hay nhé, thì con này tiếng là con này và con này, thì về cảm nhận cá nhân thì em thấy con kia hay hơn một chút xíu, con này kém hơn một tí. Đấy, sau đó đến con này, con V3 này, sau đó đến con MG33 kia là hay nhất. Đấy, thì nói chung là tiền nó nhiều hơn thì cũng có đúng là có hay hơn thật. Đấy, tiền nhiều hơn đúng là có hay hơn thật. Đấy, thì tùy theo cá nhân của mỗi người thì chúng ta sao lựa chọn sao cho phù hợp nhá. Nói chung là mỗi con nó sẽ có một cái hay riêng. Đấy, nhưng mà theo cá nhân quan điểm của em thích nghe bát nhiều nên em thích rất thích con Đền Đông này và con V3 này. Thì con này thì là giải chung nó sẽ tốt hơn. Đấy, những con này, hai con này thì giải chung nó tốt hơn một xíu. Thì những bác nào thích về nghe giải chung nhiều, nghe ca sĩ nhiều, nghe nhạc vàng nhiều thì những con này sẽ lại hợp lý hơn. Đấy, con này thì nó lại nghe đa thể loại nhạc hơn. Đấy, con này nghe thể loại nhạc hơn, tức là nó thiên về các cái dòng về sau này, là có cả remix email là nghe con này. Đấy, ok. Con này thì là nó cũng sẽ như vậy, nhưng con này thiên hướng nhạc vàng tốt hơn một chút xíu so với con Đền Đông kia. Đấy, ok nhé, thì là mỗi người một quan điểm cá nhân thôi. Đấy là quan điểm em đưa ra cá nhân để cho quý vị xem có một cái sự lựa chọn sao cho phù hợp thôi. Đấy, còn quý vị từ nãy chúng ta nghe thử hướng bộ cũng ta biết rồi đúng không? Mặc dù một đoạn thôi nhưng chắc quý vị cũng sẽ nghe được một tí chút gì đó ở đấy. Thì đấy là những bộ dàn hôm nay em đưa lên. Thì quý vị nào ai có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em. Và đừng quên hãy đăng ký kênh để ủng hộ thêm cho Nguyên Vũ Audio. Và em xin chào mọi người.